hai cái đường thẳng cắt nhau, không góc cắt nhau thì khoảng cách đúng rồi, không có chung có đây là a một và mấy không a hai là khoảng cách giữa cái set hai với set ba, set hai set ba này đã chung nhau rồi vậy khoảng cách là mấy không tương tự như thế chúng ta có a ba không là góc xoắn. Góc xoắn giữa cái gì đây? Giữa hai cái trục Z0 và Z1. Theo phương từ Z0 đến Z1. Đấy. À, theo hướng từ Z0 đến Z1 theo phương người thì phương nào? Kích cầu. Kích cầu. Trừ Z0 đến Z1 nó trùng nhau rồi. Thì vậy thì alpha có bằng mấy? Không. Không. Alpha 1 là góc Z1 đến Z2 vị trí hướng từ Z1 đến Z2 theo phương của thằng gì đây? Vị trí X1 đâu? X1 đấy. Như vậy là Z1 nó quay đúng như này. Quay 90 hay 90? 90. 90 đâu chứ. Như thế anh nhìn theo cái trục X1 đây này, này. Nhìn vào góc X1 ở đây. À, vậy thì nó quay như nào? Không ngược gì cả. Ngược chiều kinh khủng bố. Đúng không? Bọn em đây nhìn vào đây thì đang là x là nhìn vào đây. Là đi vào. Thì nó thành là trừ 90. Ở đây tôi đang thấy x này là hướng vào bên trong mà. Thì nó phải quay như này. Đúng không? Đây là bao nhiêu? 90. Đúng không? Nếu mà chúng ta nhìn vào đây nhá. Nhìn vào đây thì thằng này là quay theo trục kim đồng hồ từ Z đến tiếp vào 2 đúng không? Thì là thành trừ 90. Nhưng mà đây là tôi đang ký ức thì x1 nó chỉ hướng vào trong. Cho nên là phải nhìn ra x1 ở đây thì nhìn vào các anh là quay thẳng Z0 ở đây, quay đi. Đấy, được chưa? Tôi nhìn lấy mình ở đây nhìn này, quay như này. Quay như này thì là quay ngược kim đồng hồ. Là nó sẽ vừa. Tiếp theo là cái set alpha 2 là từ set 2 đến set 3 theo phương của x đấy x2 đây x2 và set 2, set 3 trùng nhau rồi trùng phương vậy góc này là mấy? Rồi, tiếp tục là D D1 D1 là khoảng cách giữa x mấy? X0, x1, x0. Theo phương thằng nào đây? Phương của Z mấy? Z1 thì theo phương Z1 này thì khoảng cách giữa x0, x1 hai này là mấy đấy? Thêm chúng ta lộn ít ban đầu nó chung nhau x0, x1 là ban đầu chung nhau thì khi nào tôi quay theo trục Z này thì x1 nó mới khác x0 nhớ đấy, còn ban đầu là nó chung nhau cả hai này nó khác nhau vậy thì khoảng cách bằng mấy? D1 bằng 0 tương tự như vậy D2 bằng mấy? D2 khoảng cách giữa cái x1 và x2 x1 x2 đấy nếu mà hai cái này nó khác nhau thì là nó có một khoảng cách nếu nó chung nhau thì còn không này nó chính là cái khoảng góc đây đây này theo cái góc cơ khí ở đây nó là d mấy đây d2 đúng không d2 có thể bằng không hoặc khác không đây là d2 đấy d2 thay đổi quay cái đúng không bắt đầu đó là như này thân này nhưng mà thân này là chuyển đây này. Vì là khớp đây là khớp gì đây? Trượt. Thế cái đoạn này có thay đổi không? Có. Đoạn này chính là 3. D2 là 3. Thế tôi bảo D2 sao? Trượt mà. D2 ban đầu là nó trùng. Ban đầu là nó trùng ở đây. Thì khi mà nó dịch chuyển định biến mà thì cái thằng D2 có khác không? Đúng không? Đấy, thì đây chính là Z2
giá trị là biến biến thiên variable 2 sao. Được chưa? Tương tự chúng ta có D3. D3 là khoảng cách giữa x 2 với mấy đây? Chắc đăng ký đi. X3 theo phương trình nào? Phương Z3. Là góc gì đấy? Góc từ kinh nhỏ đi thi không đến gì đấy? X1 theo hướng từ x0 đến x1 và phương của gì đấy? Gặp ổn Ngô Quang Vĩ. X0 đến x1 theo phương của trục Z1. Vậy thằng này chúng ta thử đi nhờ quay góc này là lúc gì? A1 theta 1 và theta 2 là mấy? Đúng chưa? Tương tự như vậy theta 2 là mấy? Góc từ x1 đến x2 theo phương của z mấy? Phương của z2 anh? Từ x1 đến x2 thì này tốt nhiên là khớp quan trọng, tốt nhiên là khớp trượt. Thì x1 đến x2 nó song song với nhau rồi. Theta 1, theta 3